Đẩy qua hết bên nè, nó trên cái tay giật mạnh nó ra. Rồi xong. Rồi đó, nó ra được cái ngàm rồi đó. Được chưa? Rồi này, này nó ra được cái kiến rồi đó. Rồi, lật ra giải thích tại sao phải mở như vậy. Nó tao biết. Để ta coi ta đây. Cái loại này nó khác loại ghê nha. Không, cái motor này nó nhỏ, không được rồi, không được rồi. Mấy cái ngàm này nè, anh ăn vô mấy cái chỗ này. Rồi, nói đi. Nè, mấy cái cốt tròn này nè, họ định vị vô đây ha. Được chưa? Hai cái ngàm này nó ăn vô đây nè, nó bấu vô trong cái mấy cái dưới này nè, mấy cái ngàm này nó gờ, nó có lấy cái tay gờ, nó có cái khía nè. Có cái gờ nè. Nó bám vô. Rồi phải giật mạnh để cho nó bung. Nó bám vô nè, tôi chỉ luôn đi. Nó bám vô đây nè. Ha, nó bám vô nè. Được chưa? Mình phải giật mạnh để cho cái ngàm nó bung ra, mình mới lấy cái kiến ra ngoài được. Ha, rồi hai cái cọng dây là hai cọng dây để nó xong kiến này. Mưa sấy kiến. Thấy không? Hai dây sấy kiến này. Đó, hai cọng dây này. Rồi hai cái motor. Một cái lên xuống, một cái qua lại vậy thôi. Nhưng một đây một cái motor gặp kiến. Thằng này xài cũng không được luôn. Motor này nhỏ quá, cái motor này bắt đó phải đi mua rồi đó mày, không có motor nào giống hết trơn á. Đi mua con cái đi về tính tiền vậy không. Đè vô nó, đè mạnh xuống ha. Đè nhớ cái vị trí hồi nãy mà mình có cái chỗ mà ngàm á, bây giờ là xong rồi đó. Được chưa? Rồi, thì xong thôi. Ha. Chưa thầy. Mình đè về một hướng, mình học cái tay dưới này mình dở nè. Thấy nó hơi nặng, nó không lên là cái ngàm giữ lại, mình sẽ làm cái hướng khác. Được chưa? Chưa làm cái hai cái hướng chơi để vô dịch nó ra rồi xong này giống ý kiến nè. Cái này giống y chang kia, còn cái loại kia nữa đúng không. Cái thằng này là nó xài giống ý kiến nãy rồi. Được chưa? Rồi gắn vô ha, gắn vô rồi cứ gắn vô bình thường thôi chứ không có gì hết á. Cứ canh coi cẩn thận nó đúng mấy cái lỗ đó nha, ốp nó vô. Ngược đầu khó làm quá. Rồi xong. Nhận thôi chứ không có thay được nè. Cục đè lên bên. Được chưa? Để ngón tay vô. Chưa? Dạ. Giật nè. Cánh vô nè, rồi xong. Rồi. Ha, nè chú ý nè. Nè cái loại này nè. Nó mà lên được nó lên nè. Còn nếu mà nó lên không, cái thằng kia nó hơi nặng không lên á, làm mà giật ngược là gãy cái ngàm nè. Nè thấy cái ngàm này không, cái ngàm kia nó khác nè, cho nên là để khi mà úp vô mình giật á, thường thường là giật ở dưới lên nè, còn mà chỗ nào mà thấy nó nặng là thôi đừng giật, chuyển qua cái máy bên khác, tại vì không chú ý là nó gãy cái này. Được chưa? Nè đây là cái motor đó nè, đây là bốn cái hai cái motor, đây là lên xuống nè, qua lại này đây là lên xuống nè. Bây giờ là tháo ra luôn ha, cái này là xong mấy nè, giờ tháo ra luôn, motor nó đứng nè. Cái này mình chú ý là khi motor nó là motor nó gạt nước, hay quên gạt motor mà chỉnh gương á là mấy cái bánh răng, nó là bánh răng nhựa kiểu như vậy ha. Khi thầy mình chỉnh gương thì mình chỉnh thôi, không có lấy tay đè thì cái bánh răng nó chạy lên chạy xuống ngay chỗ này, nó sẽ mòn mấy cái bánh răng nhựa này, lần sau là không có xài được, sau này nó sẽ hư, mau chóng hư cái này. Cho nên kiến điện xe giờ là kiến điện không, mà làm ơn lên xe chỉnh đừng lấy tay chọt nha. Còn mấy cái xe hồi xưa là mày chọt, tại nó không có điều khiển, là mày chọt thoải mái, phải chọt nó mới chạy. Còn hồi xưa giờ là phải chỉnh điện, nó không, nó lên xuống nó hư cái đấy nè, nhựa nè, hư nè, nó ngay đây nè. Bây giờ muốn tháo cái này lên luôn thì nó cũng đơn giản lắm, cũng vẫn phải giật nó lên thôi, tại vì nó có một cái khớp nằm đây. Để cái kiến vô, hai cái lỗ này trước nè, đó, chưa, để xuống, rồi nhấn này vô, nhấn ngay cái ghìa nè. Yeah, thường là mở dưới lên á.